Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 28 tháng 5 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Vận trình ngày thứ sáu này, xem tử vi chỉ ra rằng kiếp tài xuất hiện là điểm báo vận trình hôm nay của người tuổi Tý có thể gặp không ít trở ngại ngày này bạn dễ nóng vội đưa ra những quyết định thiếu lý trí hãy bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận hơn nếu không muốn sau này phải xử lý những hậu quả do chính mình gây ra ngày này con đường tài lộc của những chú chuột cũng không được vượng cho lắm bản mệnh dễ bị kẻ xấu lợi dụng tiền bạc mồ hôi nước mắt cuối cùng lại chẳng được hưởng trọn vẹn lại thêm ngày có thủy khí vượng con giáp này cần chú ý đến các bệnh liên quan đến thận bàng quang não bộ cần phải có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý tránh xa bia rượu để đảm bảo sức khỏe cho chính mình tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim hết sức tránh sự tranh cãi đôi co vô ích đề phòng tiểu nhân làm gì cũng nên cẩn trọng gặp trở ngại tiền bạc vào nhanh ra nhanh hao tốn về quà tặng đám tiệc sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng ngày thuận lợi cho việc sửa sang tu bổ dọn dẹp mua sắm tổ chức gặp mặt gặp gỡ hò hẹn để giao thiệp tạo mối quan hệ tình cảm cho bền chặt có tin vui có nhiều sự gặp gỡ trong ngày tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng ngày có sự thay đổi cho mọi việc có tin tức về tình cảm công danh gia đạo của người thân bè bạn hoặc có sự gặp gỡ giữa mình và họ có tin vui hoặc dự tiệc đình đám sự mong cầu về tiền bạc có sự thuận lợi tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ Ngày tuổi của buồn mạng làm gì cũng nên cẩn trọng gặp trở ngại tiền bạc vào nhanh ra nhanh hao tốn về quả cáp đình đám sức khỏe không tốt chuyện tình cảm vui chơi giao thiệp nên có sự giới hạn không nên đi quá xa lại trở thành chuyện không hay có tin tức hoặc có bè bạn thân nhân đến trong đó có quý nhân tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc Ngày tuổi của buồn mạng Tuy có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc gặp được điều thuận lợi cũng không nên hấp tấp vội vàng vì có sự chậm trễ, trở ngại. Ngày có nhiều sự bận rộn hoặc có tin tức đến cần phải lo toan, giải quyết. Ngày thuận lợi cho việc mua sắm, tổ chức gặp mặt. Có nhiều sự gặp gỡ trong ngày. Tránh tranh cãi. Con số may mắn, 10, 34. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, sửu, thìn, thân. tử vi tuổi Sửu vận trình ngày thứ sáu này thầy tử vi chỉ ra rằng cục diện Tý Sửu nhị hợp báo hiệu một ngày tốt lành với toàn những điều may mắn đến với người tuổi Sửu chuyện tình cảm của các cặp đôi tiến triển vô cùng thuận lợi ngày về chung một nhà có lẽ cũng chẳng còn xa nữa vợ chồng yêu thương và thông cảm cho nhau những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày trải qua sóng gió tình yêu giữa cả hai lại càng bền chặt và keo Sơn hơn để cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc trong ngày có chính quan độ mệnh, mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay khá suôn sẻ nhờ bạn có khả năng kiểm soát được vấn đề. Nhờ đó mà mọi việc trở nên thuận lợi hơn, bạn tìm được một số giải pháp khá ưng ý cho những việc trước đây từng cảm thấy bế tắc. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Ngày gặp nhiều áp lực, chạm phải những vấn đề khó khăn, không có phương hướng giải quyết, nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên trước khi quyết định. Nói nhiều thì chỉ đưa đến sự rắc rối thị phi, tranh cãi, hàm oan nên ngồi yên tất cả sự mong cầu khó có kết quả hãy chấp nhận tình thế đã thay đổi hoặc đã được định trước tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc mới tin tức mới ngày thuận lợi cho việc hội họp sửa chữa tu bổ mua sắm công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới hao tốn về giao thiệp tiệc tùng gặp được quý nhân hoặc bè bạn có tin buồn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc mới tin tức mới nhưng sự tốt hay xấu chưa định rõ được đề phòng sự thị phi tranh cãi có sự hội họp sửa chữa tu bổ mua sắm công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới nên dè dặt hao tốn về giao thiệp tiệc tùng gặp được quý nhân hoặc bè bạn có tin buồn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có người đi xa có tin về sức khỏe tình cảm của người thân hoặc bè bạn mọi việc không nên hấp tấp vì có sự trở ngại chút ít công việc hay bị bỏ giờ tiến thoái lưỡng nan chờ đợi lâu lắc sự mong cầu về tiền bạc chưa đến ngày nên có sự nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày thuận lợi cho tiệc tùng đình đám hội họp sửa chữa tu bổ mua sắm công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới hao tốn tiền bạc về giao thiệp tiệc tùng hoặc có nhiều sự thay đổi nhận được công việc tin tức mới nhưng không nên hấp tấp phải có sự khéo léo Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin buồn. Con số may mắn, 3, 57. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. Tử vi tuổi dần thứ sáu này xem tử vi chỉ ra rằng thực thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi dần là một dấu hiệu đáng mừng khi kèm theo sự hỗ trợ giúp bạn tìm ra được những giải pháp thú vị để giải quyết những vấn đề khúc mắc mà mình đang đối mặt một cách hiệu quả nhất nhờ vậy tình hình tài chính của bạn cũng khả quan hơn thu nhập tăng tiến ngày này bạn cũng rất vui khi giúp đỡ được ai đó vì đó là cách mà bạn tận hưởng ngày hôm nay trọn vẹn nhất có thể trong ngày có thủy sinh mộc con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình dù là nam hay nữ bạn hiểu rằng việc duy trì một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ không phải trách nhiệm của riêng ai tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn không nên đón tiếp người lạ trong nhà cẩn trọng trong việc nhận tin tức mọi việc chớ nên tiến hành nhanh chóng không có lợi nên có sự hỏa hoãn tránh mọi chuyện tranh luận thị phi không tốt ngày có nhiều lo âu di chuyển nhiều trong công việc tình cảm sức khỏe không tốt tài lộc chậm chạp không được như ý hạp các nghề y học tư pháp nghề gia dụng dệt vải làm giấy tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình không nên nản trí khi có sự chậm trễ hoặc chắc chở đôi chút cần xem lại những phương tiện xe cộ máy móc trước khi sử dụng ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hẹn hò tiệc tùng có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin của họ Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng e có sự sai lầm, thiếu sót. Nên chờ đợi thêm tin tức, mọi việc mong cầu về tiền bạc là điều không nên, nên cẩn trọng trong việc đi xa, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng thị phi, trách oán. Ngày có nhiều tin tức buồn vui lẫn lộn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc. Có khách đến hoặc gặp được quý nhân, bè bạn cẩn trọng trong việc nhận tin tức mọi việc chớ nên tiến hành nhanh chóng không tốt nên có sự hỏa hoãn ngày có nhiều lo âu di chuyển nhiều cho công việc cũng như tình cảm sức khỏe không tốt tài lộc trung bình tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim cần xem lại những phương tiện xe cộ máy móc trước khi sử dụng hoặc di chuyển nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình có quý nhân giúp đỡ ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hẹn hò đình đám tiệc tùng có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin của họ Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình. Con số may mắn, năm, 19. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ, mão, thìn, hợi. Tử vi tuổi mão thứ sáu này xem tử vi cho thấy dưới sự tác động của cục diện tí mão tương hình người tuổi mão sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai bản mệnh sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào công sức của chính mình lại thêm sự xuất hiện của thương quan bạn trở nên nhạy cảm hơn hẳn thường ngày và dễ bị tổn thương vì những lời nói bâng quơ của người khác dường như những chú mèo đang có xu hướng làm trầm trọng hóa vấn đề bởi cái tính cả nghĩ của mình đấy bù lại ngũ hành tương sinh mang đến cho con giáp này một mái ấm rất hạnh phúc luôn ngập tràn tiếng cười của con trẻ và tình yêu thương giữa các thành viên gia đình chính là nguồn động lực rất lớn để bạn vượt qua mọi khó khăn ngoài kia tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nên dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề tình cảm hẹn ước giao thiệp hoặc giải quyết vấn đề theo tình cảm ở lúc trước nay gặp chuyện phiền lòng mất uy tín nói nhiều chỉ đưa đến sự thị phi rắc rối tranh cãi Tiền bạc có sự thiệt thòi không được như ý, có khách đến, nhà hoặc công sở có người đi xa, thay đổi công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện công việc làm ăn hay tình cảm. Mọi sự đã đến hồi kết thúc hoặc đã đến hạn kỳ cần phải giải quyết. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, phải di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho nội bộ lục đục hiểu lầm. Tài lộc dễ hao, cẩn trọng về sức khỏe. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự thay đổi hoặc đến hạn phải tiến hành hoặc kết thúc chấm dứt một công việc hay chuyện tình cảm. Có khách bè bạn đến hoặc có tin của họ. Có tài lộc có hỷ sự hoặc có lộc ăn, quà tặng tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Có cuộc đi ngắn nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại cần dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề tình cảm, hẹn ước, giao thiệp. Hoặc giải quyết vấn đề theo tình cảm ở lúc trước nay gặp chuyện phiền lòng, chậm chạp. Tài lộc trung bình hoặc có sự giúp đỡ về tiền bạc. Sức khỏe không tốt, có người đau ốm, có khách đến. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Bắt tay vào công việc gì cũng nên dè dặt, có sự trở ngại chút ít. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có lộc ăn, có cuộc đi ngắn, gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng đình đám, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về công danh, việc làm. Có tài lộc. Con số may mắn, 7, 36. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, đỏ. Quý nhân phù trợ, thìn, mùi, tất. Tử vi tuổi thìn. Thứ sáu này, người tuổi thìn được cục diện tam hợp nâng đỡ, đào hoa vượng sắc mang đến nhiều tin mừng về chuyện tình cảm của bản mệnh. Người có đôi tay trong tay cùng người thương, càng ngày càng gắn bó và biết sẻ chia với nhau. Người độc thân thì vận đào hoa nở rộ, dẫu có thể chưa phải là ý trung nhân nhưng bạn có những người bạn tâm giao rất tâm đầu hợp ý. Dù duyên chưa tới nhưng bạn vẫn rất lạc quan và tin vào tương lai tươi sáng. Thiên quan cũng cảnh báo những chú rồng cần lưu ý đề phòng kẻ tiểu nhân. Đừng tham lam nghe lời dụ dỗ béo bở mà nghĩ kiếm tiền dễ như hái lá trên cây. Có thể bạn sẽ bị lừa gạt hết cả tiền bạc của mình nếu nhẹ dạ cả tin đấy. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Có sự tranh luận, tranh cãi, thư kiện sẽ đem đến nhiều hao tốn từ tiền bạc cho đến sức khỏe, tình cảm. Ngay trong việc di chuyển, đi xa hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự biến chuyển nhanh chóng, tốt xấu lẫn lộn nên dè dặt cần nghiên cứu lại các nguồn tin hoặc chỉ có tin không tốt không nên tin cậy quá đáng vào người khác tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt ngày có nhiều sự bận rộn lo toan cho công việc cũng như trong gia đạo có cuộc vui cuộc đi ngắn ngày có lợi cho sự đáo hạn hẹn ước định kỳ hao tốn về mua sắm quà tặng tu bổ sửa chữa tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày nên có sự nghỉ ngơi không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ không có kết quả. Sức khỏe không tốt, sự mong cầu về tin tức không như ý hoặc có tin buồn. Gia đạo bất an. Tử vi tuổi canh Thìn, thuộc mệnh Kim. Không nên mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối, cần phải biết kềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn ràng buộc. Ngay trong việc di chuyển đi xa hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự biến chuyển nhanh chóng, tốt xấu lẫn lộn nên dè dặt. Cần nghiên cứu lại các nguồn tin, hoặc chỉ có tin không tốt. Nên tin cậy vào ý kiến của người khác. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Có cuộc vui, cuộc đi ngắn. Không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, gia đạo. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Con số may mắn, 24, 56. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, đỏ. Quý nhân phù trợ tí, mão, thân. Tử vi tuổi tỵ Tử vi hàng ngày nhận thấy, ngày thứ sáu này, thiên tài trợ mệnh, đường tài lộc của người tuổi tỵ đang rất vượng, bạn không cần phải đắn đo suy nghĩ mỗi khi định chi tiêu nữa. Nhất là khi công việc hiện tại có nhiều đột phá, hứa hẹn có nhiều điều kiện phát triển, rộng mở và nhất định thu về khoản thu nhập không tồi. Thủy khắc hỏa, những chú rắn dễ xảy ra tranh cãi với nửa kia của mình trong ngày hôm nay khi có bất đồng quan điểm. Đôi bên đều cần phải nhường nhịn nhau thì gia đình mới có thể yên ấm được. Tranh hơn thua sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp nào cả. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 17 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh trẻ. Vì thế, hôm nay bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Dù có muốn đi tìm bè bạn, hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì họ cũng không có khả năng, hoặc không gặp mặt. Chỉ nên ngồi yên và tìm cách hỏa hoãn. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình. Có tin tức ở xa, tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn gia tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi, tranh cãi có tin buồn nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng vay mượn lộc có điều kiện hao tốn về tu bổ sửa chữa dọn dẹp mua sắm tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc mọi việc không nên để lâu dài cũng không nên phân bua nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay bị hàm oan tranh cãi hao tốn về khách khứa tiệc tùng hoặc về giao thiệp nhưng cũng có lộc nhỏ thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh sức khỏe không tốt tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn. Cần có sự giúp đỡ của bè bạn, hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì mới có thể xong việc. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình. Có tin xa, tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Đã đến lúc công việc có sự thay đổi, hoặc việc chờ đợi có kết quả, đến hẹn, định kỳ, tốt xấu lẫn lộn. Không nên có sự phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay, bị hàm oan, tranh cãi. Có lộc, hoặc có điểm tốt thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Cẩn trọng về sức khỏe không được tốt. Con số may mắn 9, 12. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường cam tím. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi thân. Tử vi tuổi ngọ vận trình ngày thứ sáu này xem tử vi chỉ ra rằng cuộc diện tí ngọ tương xung người tuổi ngọ dễ gặp rắc rối trong hôm nay bởi bản tính dễ nóng nảy và cáu gắt của mình đôi lúc bạn không ý thức được hoàn cảnh giao tiếp của mình nên thường nói năng không suy nghĩ dễ gây mất lòng những người xung quanh khiến bầu không khí trở nên nặng nề mọi việc đều có thể giải quyết một cách đơn giản hơn nếu như mọi người đều giữ được bình tĩnh vì thế nếu cuộc tranh luận ngày càng trở nên gay gắt thì bạn không nên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nữa hãy tạm dừng để mọi người cùng ổn định lại cảm xúc bù lại chính tài báo hiệu bản mệnh có được nguồn thu nhập ổn định không cần phải cân nhắc lên xuống quá nhiều trong những vấn đề tài chính thoải mái mua sắm chi tiêu tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng có nhiều biến chuyển thay đổi xảy ra trong ngày ngoài dự tính công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong lúc thực hiện dễ có những rủi ro bất cẩn cần chú ý đến những phương tiện về máy móc xe cộ ngày có nhiều chuyện dày dạt thị phi tranh chấp mỗi người một ý đối lập nhau không nên tin cẩn quá đáng vào người khác chỉ nên xem ý kiến của họ như một lời tham khảo sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng ngày có nhiều việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt tuy nhiên không nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có sự hẹn ước không được như ý không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến chuyện không hay có tin buồn ở xa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày sung của bổn mạng ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ hoặc đã có dự tính trước do sự hẹn ước giao kết hoặc tổ chức tiệc tùng đình đám hội họp có nhiều người đến hoặc nhận được tin tức ở xa tài lộc trung bình hoặc có quà tặng tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày sung của bổn mạng có nhiều biến chuyển thay đổi xảy ra rất bận rộn hoặc có tin khiến mình phải tiếp xúc giao thiệp ngày có sự gặp gỡ hội họp Công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong lúc thực hiện dễ có những rủi ro, bất cẩn. Cần chú ý đến những phương tiện về máy móc, xe cộ. Không nên tin cẩn vào người khác, chỉ nên xem ý kiến của họ như một lời tham khảo. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến chuyện không hay. Có tin tức vui buồn lẫn lộn hoặc sức khỏe không tốt. Có cuộc vui chơi hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn ngày có nhiều công việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt. Tuy nhiên không nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có sự hẹn ước không được như ý. Cẩn trọng khi di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Con số may mắn, 16, 29. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, cam. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. tử vi tuổi mùi người tuổi mùi bước sang ngày thứ sáu này phải đối mặt với cục diện tí mùi tương hại vận trình cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng bản mệnh đôi lúc thiếu kiểm soát với cảm xúc mình đang có dễ gây ra nhiều vấn đề ngoài mong muốn có chính quan trợ vận dù bản mệnh có thể sẽ có khá nhiều công việc lớn nhỏ phải giải quyết trong ngày song nhờ khả năng sắp xếp công việc cùng năng lực làm việc tốt nên những chú dê có thể xử lý hết mọi vấn đề nếu biết cách kiểm soát cảm xúc của mình thì chắc chắn bạn sẽ tiến rất xa tài chính nhờ vậy cũng được cải thiện đáng kể ngũ hành xung khắc dự báo những hiểu lầm không đáng có khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy gặp phải nhiều vấn đề thực ra mọi chuyện rất đơn giản nhưng lòng tin cả hai dành cho nhau chưa đủ lớn nên mới bị những điều đó ảnh hưởng hai bạn còn một chặng đường rất dài phía trước phải cùng nhau vượt qua tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim Mọi sự mong cầu về tiền bạc sẽ có kết quả tốt nhưng chậm đến, thuận lợi cho việc tạm ứng, vay mượn, đầu tư. Nên cẩn trọng về giấy tờ, văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung. Có tin tức ở xa, nói chung là không nên nóng nảy trong mọi việc. Tình cảm tốt, có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nên có sự chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp. Tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có lộc những việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa trị bệnh tật chỉnh đốn công việc thu dọn những việc còn bỏ dở tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang chỉnh đốn tu bổ cho nhà cửa công việc hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân bè bạn không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác đi xa không có lợi nên lấy sự hòa giải tình cảm làm phương châm hành động tài lộc dễ hao tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ gia đạo có đình đám hoặc có khách đến mời dự tiệc mọi sự mong cầu về tiền bạc sẽ có kết quả tốt nhưng chậm đến thuận lợi cho việc tạm ứng vay mượn đầu tư nên cẩn trọng về giấy tờ văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung có tin tức ở xa nói chung là không nên nóng nảy trong mọi việc tình cảm tốt có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc trong ngày có nhiều biến chuyển thay đổi hoặc có sự gặp gỡ không hẹn trước không nên hấp tấp vội vàng khi có ý định thay đổi phương hướng công việc, làm ăn, hoặc về chuyện tình cảm. Có tin buồn, nếu hoàn cảnh hiện tại có sự bất lợi và có người đến mời hợp tác làm ăn, hoặc có tin thì không nên trả lời dứt khoát. Con số may mắn, 20, 44. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, nâu tím. Quý nhân phù trợ, mão, tỵ, hợi. tử vi tuổi thân xem tử vi chỉ ra rằng ngày thứ sáu này bạn tuổi thân được tam hợp cục nâng đỡ nên vận trình tốt đẹp đường công danh sự nghiệp gặp thời nên phất nhanh như diều gặp gió cả ngày thong thả vui mừng lại thêm đường tài lộc vượng phát hôm nay là ngày thích hợp để bản mệnh tiến hành đầu tư cầu tài đắc tài tiền vào dồi dào như nước chảy thiên ấn cho thấy bạn là người có kinh nghiệm trong nghề và có phản ứng nhanh nhạy tuy nhiên đôi khi bạn giải quyết công việc mà không quan tâm đến mọi người xung quanh điều này có thể khiến mọi người dần xa lánh bạn ngày kim sinh thủy mối quan hệ vợ chồng hòa hợp khiến những chú khỉ luôn có thể an tâm công tác cho dù ngoài xã hội có gặp áp lực đến mấy thì bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái ngay lập tức khi về đến nhà gia đình bạn là một gia đình đáng mơ ước tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nên cẩn trọng về sức khỏe buồn mạng việc đi lại di chuyển gặp chuyện không hay dù tình thế bắt buộc phải đi gia đạo bất an có chuyện buồn không nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến cần phải bình tĩnh để giải quyết phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó mưu sự mà mình chưa biết sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên có tin xa hoặc có người ra đi hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào dự tính của mình sẽ có sự trái ý thêm một chuyện không hay bằng bớt đi một chuyện nên nhẫn nhịn nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp tu bổ chỉnh đốn lại các công việc cũ di chuyển đi xa không tốt tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc mọi việc nên có sự chậm chạp phải biết chờ đợi mới tốt không nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến cần phải bình tĩnh để giải quyết phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó mưu sự mà mình chưa biết sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp có tin xa có người đi xa tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên có tin xa hoặc có người ra đi hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình mọi việc không nên vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro con số may mắn, 29, 47. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ tí, sửu, thìn. Tử vi tuổi dậu. Bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy, cục diện ngủ hành tương phá gây hại, người tuổi dậu cần phải cực kỳ cẩn trọng trong ngày hôm nay, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống bản mệnh hãy tập trung vào công việc của mình làm đúng bổn phận và trách nhiệm tránh chủ động gây thù chuốc oán với những kẻ tiểu nhân hãy vững vàng trước mọi khó khăn có thể xảy đến đừng quá thất vọng hoặc suy sụp về tinh thần nếu mọi chuyện khó khăn quá bạn có thể chia sẻ với những người thân thiết luôn tin tưởng và ủng hộ phía sau bạn chính ấn nhận thấy chỉ cần những chú gà giữ thái độ điềm tĩnh lạc quan thì chẳng có khó khăn nào là không khắc phục được cả bản mệnh là người thông minh và chăm chỉ, chắc chắn thời gian sẽ giúp bạn chứng minh được giá trị của mình. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy. Sự giao thiệp thân mật về tình cảm tuy cần thiết nhưng không nên để lấn áp lý trí. Hãy lo cho công việc trước kẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Ngày có hỷ sự, gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển quay về nơi chốn cũ. Có tài lộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc làm ăn nếu có gặp sự bất hòa gặp trở ngại cũng có thể giải quyết được bằng vấn đề tình cảm nhân nghĩa có tin tức ở xa tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp tiệc tùng hẹn ước có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất trách oán phạt vạ hao tốn tài lộc tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, hẹn ước. Mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất dễ hao. Tuy nhiên vẫn có tài lộc hoặc quà tặng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Ngày có hỷ sự, chuyện vui, gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển, nhưng hãy lo cho công việc trước kẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Có tài lộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc làm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng có thể giải quyết được bằng vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Có tin xa. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự chắc trở trước, có chuyện xảy ra không vừa ý hoặc nghe tin xấu. Con số may mắn, 22, 50. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xám, bạc. Quý nhân phù trợ tỵ, dậu tuất. Tử vi tuổi tuất. Với bạn tuổi tuất trải qua ngày thứ sáu này đang gặp thiên quan chiếu mệnh, cảnh báo bạn tuổi tuất chớ nên chủ động gây xích mích trong hôm nay kẻo đủ chuyện rắc rối sẽ ập đến khiến bạn không kịp trở tay dù có gặp chuyện bất công bạn nên chờ tới thời điểm thích hợp để phản kháng thay vì tỏ thái độ gay gắt ngay hôm nay đặc biệt bản mệnh cần tránh đối đầu với cấp trên cho dù có ý kiến bất đồng thì bạn cũng nên nêu quan điểm một cách nhẹ nhàng chứ không nên nghiêm trọng hóa vấn đề khiến đôi bên đều đánh mất bình tĩnh thổ khắc thủy khuyên bản mệnh nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp như vậy tiền mất rồi có thể kiếm lại còn một khi tình cảm đã phai nhạt thì bạn khó có thể bù đắp được nữa tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa không nên có sự đối đầu ngang ngửa hoặc nhận được tin tức mà nóng vội trong việc giải quyết sẽ không tốt nếu có người đến tranh luận hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc tài lộc vào nhanh ra nhanh có tin buồn sức khỏe không tốt gia đạo có nhiều bất an hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải giải quyết đề phòng tai nạn hoặc có tang tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự tu bổ sửa chữa mua sắm dọn dẹp chỉnh trang trong nhà hoặc trong công sở vì có cuộc họp tiệc tùng đình đám ngày có nhiều sự giao tiếp có tin tức về tiền hoặc về công danh tình cảm tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như về tình cảm của gia đạo người thân bè bạn tin tức vui buồn lẫn lộn có khách đến hoặc có tin tức của họ nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển sử dụng xe cộ máy móc tài lộc không tốt nếu có cũng dễ hao tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim gia đạo có nhiều bất an hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải giải quyết nếu có người đến tranh luận hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc tài lộc vào nhanh ra nhanh có tin buồn đề phòng tai nạn rủi ro sức khỏe không tốt tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy không nên mưu cầu những việc lớn lao việc như thế nào thì làm như thế ấy cầu mong việc đi xa coi chừng có sự trở ngại hoặc hư hại. Sức khỏe không tốt, có tin buồn. Ngày có nhiều sự giao tiếp, có tin tức về tiền bạc hoặc về công danh, tình cảm. Con số may mắn, 16, 37. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, mão. Tử vi tuổi hợi bước sang ngày thứ sáu này thầy tử vi chỉ ra rằng tam hội nhập cục giúp bạn tuổi hợi xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa nhờ thế cơ hội gặp gỡ quý nhân của bạn cũng cao hơn rất nhiều quý nhân sẽ giúp đỡ bạn có những hướng đi và lựa chọn chuẩn xác đặc biệt là được soi đường chỉ lối để tài lộc tăng tiến tuy nhiên con đường tình cảm của con giáp này lại không được thuận lợi như vậy khi mà tỷ kiên án ngữ khiến cho bản mệnh trở nên cứng nhắc và cố chấp không chịu thấu hiểu và thông cảm cho đối phương chỉ nhất nhất làm theo điều mình muốn mà thôi trong ngày đang gặp ngày có thủy khí vượng, vấn đề sức khỏe cũng cần được quan tâm trong hôm nay. Nếu thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng, mất ngủ, chán ăn, bạn tốt nhất nên đi kiểm tra sớm để có hướng điều trị kịp thời. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa. Gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tức tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh tiền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. Ngày có sự bận rộn về sự giải đáp thư tín hoặc có lời khuyên giải giúp đỡ người khác tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ, văn tự, đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả nên cẩn trọng có sự sơ sót hư hại lùng cùng ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ có tài lộc có tin vui của bè bạn thân nhân ở xa làm gì cũng nên tự mình giải quyết mới có kết quả không nên tin vào người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày có sự bận rộn về giải đáp thư tín đến hẹn đến kỳ hạn gia đạo có hỷ sự tin vui hoặc có tin tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh tiền bạc hao tài cho tu bổ mua sắm tiệc tùng tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy chuyện tình cảm không nên hấp tấp có sự chậm trễ trong sự qua lại giao thiệp chớ nên nói quá lời hoặc xen vào chuyện của người khác sẽ có điều không hay có tin tức về sự thay đổi về công danh tình cảm hoặc ngày có sự hẹn ước định ký nên có sự tu bổ sửa chữa dọn dẹp mua sắm về nhà cửa đồ đạc có cuộc đi ngắn nhưng cũng không đem lại kết quả gì hoặc không thể đi được con số may mắn 68 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường trắng xanh lam quý nhân phù trợ tí, sửu mão cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại